Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Facebook của Lê Minh bị tụi nó hack hết hai cái luôn, cho nên cái này là Facebook mới của Lê Minh. Thành ra mình like để một số anh chị các bạn có kênh, anh chị các bạn chia sẻ. Nói chung thì mình cũng có theo dõi cái thằng dưa leo vô chuột gì đó, thấy mình thấy nó chia sẻ những cái vấn nạn xã hội từ trong nước cho tới nó băng qua tới bên Mỹ. Thì thằng này nó quả thật là nó là một cái thằng hề, nó lập một cái kênh hề nó đi chiến. Mình chỉ lấy làm vui là có rất nhiều người nghe và ủng hộ nó, nhất là những cái thành phần bất mãn chế độ, những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, anh chị các bạn. Nó đem ra những cái lập luận hoàn toàn nó không có một cái căn cứ gì đúng cả. Nó cho rằng Mỹ là một cái quốc gia tự do ngôn luận. Thật sự thì tự do ngôn luận thì nó phải nằm trong cái khuôn khổ pháp luật, chứ không phải là anh lên mạng rồi anh bóp méo và nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng ở Mỹ, đối với Mỹ thì nó truyền thông của nó do bọn tài phiệt nắm. Các anh chị các bạn thấy khi mà tổng thống Trump, khi mà ông lên ông tranh cử cũng vậy, ông nói cái gì mà bất lợi cho nó thì nó bịt miệng ông, nó không cho ông nói. Nói chung là cái vấn đề tự do ngôn luận của Mỹ thì nó cũng rất là phức tạp. Nó chỉ áp dụng cho những cái người dân lao, nó gọi là dân thường dân thôi, tại vì nó dùng những cái pháp luật đó để đặng mà nó răn đe và nó trị. Còn đối với tổ chính trị Mỹ thì nó bypass hết, nó có thể lòn lách, nó dùng đồng tiền của nó thao túng. Bằng chứng là các bạn thấy qua những cái cuộc vận động bầu cử vừa rồi cũng vậy. Mà hiện nay trong vấn đề truyền thông của Mỹ cũng vậy, người nào mà nói vấn đề mà chia sẻ những cái chuyện gì mà bất lợi đến những cái đảng phái thì những cái thế lực ngầm giống lợi ích, bọn tài phiệt nó sẽ tìm cách ngăn chặn. Tôi lấy trường hợp như ông Biden, ông tuyên bố là cái cuộc bầu cử vừa rồi nó gian lận, chưa bao giờ có trong lịch sử Mỹ. Nhưng mà nếu mà đưa ra cái lời phán quyết của ông như vậy thì thằng Facebook nó không cho đăng. Cho nên vấn đề tự do ngôn luận ở Mỹ nó đa dạng lắm. Nó tùy theo, nó áp dụng tùy theo mỗi cái trường hợp của cái nhóm lợi ích. Còn pháp luật Mỹ thì nói chung là nó răn đe dân thôi, thường dân thôi. Còn những cái nhóm lợi ích của nó thì nó cũng tìm cách nó lòn lách. Và những người như cái thằng dưa chuột á, thì một số những người trong nước thì nó cuồng Mỹ. Các bạn thấy nó cuồng Mỹ thì nó lên mạng, nó chia sẻ, nó cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận. Nó cho rằng Việt Nam thiếu những cái quyền tự do ngôn luận như vậy. Thì nó đúng, nó không đúng. Theo tôi thì tôi về Việt Nam, tôi thấy Việt Nam thừa vấn đề tự do ngôn luận. Ngay cả bản chất cái thằng dưa chuột, tôi kêu nó là dưa chuột, tại nó là hề. Nó là thằng hề, nó dưa chuột thì nghe nó đúng bản chất của thằng hề nhiều hơn. Kêu nó thằng dưa leo thì nó không hay lắm. Tôi nghĩ là nên sửa tên cái thằng đó là dưa chuột. Cái bản chất của nó rất là chuột. Các bạn thấy nó không có hiểu về nước Mỹ cả. Nó nói về những cái mê tín dị đoan ở Việt Nam. Khi người ta không tin vào chính phủ thì người ta đi tìm một thần nào đó để người ta mê tín. Cái đó hoàn toàn sai lệch. Nếu nó nói như vậy, tụi Mỹ nó tôn sùng đạo giáo nó lắm. Đi ra nhà thờ là khắp mọi nơi, nó rất là tôn sùng đạo giáo của nó. Các bạn biết ngày Chủ nhật thứ bảy rồi là tụi nó đi lễ gom rước. Không lẽ như vậy cái chính trị Mỹ nó bất ổn mà làm cho cái người dân Mỹ họ tôn sùng đạo của họ dữ vậy sao? Các bạn thấy đưa ra những cái bằng sự việc nó không có căn cứ, nói theo kiểu chém gió, theo kiểu của mấy thằng hề. Thì tôi thấy ở trên mạng có một số chị các bạn đưa nói về cái thằng dưa chuột dưa leo gì đó, thì tôi thấy tôi ngồi rất là mắc cười.
một cái sự trình bày của nó ấu chỉ. Còn nói về so sánh về vấn đề mà tai nạn giao thông đồ ở Việt Nam mà nó so sánh với Mỹ, nó đem ra những người bắn những người mà bị chết thì súng ống đạn dược thì nó lại càng sai nữa. Các bạn biết theo thống kê của Mỹ năm 2020, Mỹ có hơn 42.000 người chết vì tai nạn giao thông. Còn nói về chết vì súng ống đó, thì đến hôm nay theo thống kê của Mỹ thì hôm nay đã có trên 12.000 người chết vì súng ống. Nó tăng về tai nạn xe hơi, nó cũng tăng, và những cái chết vì súng đạn nó cũng tăng. Nói về hạnh phúc của nước Mỹ, thật sự ra cái nước Mỹ nó là cái hiệp Trung Quốc, hồn ai nó giữ. Như tôi như vậy, tôi ra một cái vùng ngoại ô như vậy, tôi mua đất, và những người Mỹ cũng vậy, họ sống những cái vùng ngoại ô như vậy, nó yên tĩnh, mình rào cổng kính tường lên hết thì mình không có sợ cái gì cả. Mình đi đâu về cũng vậy, nhà của mình nó an ninh. Các bạn thấy mình có cái cuộc sống riêng biệt thì mình cảm thấy đó là cái hạnh phúc. Còn các bạn biết ở trong những cái đô thị lớn, mà những cái thành phố lớn, thường thì nó rất là nhiều cái nan đề trong một cái xã hội. Đó, nhà tôi ở trong thành phố, khi tối đang ngủ, nó kiểm cách, nó leo vô nhà, nó leo vô cửa. Bởi vì vấn đề an ninh ở trong những cái đô thị lớn ở Mỹ nó phức tạp. Những cái lập luận của thằng Di Trục nó nói tôi thấy thế, mà vẫn có rất nhiều người theo ủng hộ nó, thì tôi thấy cái sự ủng hộ đó, tại vì nó là thằng hề, tôi thấy nó là thằng hề thì chắc là nhiều người nghe nó cho nó giống như là giải trí đỡ buồn. Ngay cả tôi nghe nó lên nó nói chính trị mà tôi thấy nó rất là trẻ con, thành ra chẳng có gì là quan trọng cả, thì cứ để nó diễn hề cho những người khác, người ta không hiểu về nước Mỹ hay là một cái thể chế dân chủ và một cái nền kinh tế của Mỹ và Việt Nam giống như thế nào. Tôi thấy nó so sánh cũng rất là ấu chỉ, nó không có trúng đâu hết, gần như là sai bét. Đưa ra những cái thống kê dữ liệu mà nó là một cái người ở trong nước thì phải, hay là nó ở quốc gia nào tôi không biết, chắc này nó làm hề chắc nó đi tùm lum, chắc giống như anh em của thằng Trương Quốc Quy á hai anh em đó, nó đi qua Mỹ nó cứ xách cái xe nó chạy vòng rồi nó có kênh. Các bạn biết những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá Việt Nam hiện nay đó, một khi mà tụi nó có kênh rồi đó, nó sẽ dùng mọi thủ đoạn của nó để nó làm sao nó tạo được cái view. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Mấy thằng này nó chỉ là mấy ngày thôi, anh em Trương Quốc Quy đồ, Quốc Tấn đồ cái gì, qua Mỹ rồi. Các bạn biết nó sống nhờ kênh, nhờ quảng cáo. Mấy thằng này mà nó không sống nhờ cái đó thì nó chỉ có chết đi ăn mày thôi. Tôi nói giống như thằng Dưa Chuột, Dưa Leo đó. Mà nó không kiếm được tiền từ kênh đó, nó cũng chỉ đi ăn mày thôi. Bây giờ nghề nghiệp nó không có, đời sống của nó đâu có một cái gì gọi là vững vàng đâu. Mọi thứ nó phải sống nhờ vào kênh, nhờ vào quảng cáo. Cho nên cái cách của nó trình bày cũng vậy, nó như một cái thằng hề quốc tế. Tôi ngồi tôi xem nó thấy nó rất là trẻ con. Cho nên có với tôi mấy thành phần đó chẳng có gì mà mình tin tưởng hay là coi trọng nó cả. Thì xem thấy nó làm những điều đó coi như là một cái trò cười để mình cười cho nó khoai khỏa. Thì phân tích, nếu mà phân tích nó thì cũng đem nó ra, cũng biến nó thành một cái trò cười cho thiên hạ rồi. Chắc kỳ sập con bay chỉ có vậy thôi. Tôi thấy vấn đề mà
ở trên mạng những thành phần chống phá xuyên tạc đất nước như cái thằng mà vô chuột vô leo đó, các bạn thấy cái cách của nó trình bày đó đối với mấy cái tụi chống cộng hải ngoại nó mê lắm, nó mê, nó rất là mê. Nó sẽ đi theo, nó tăng bốc, nó ủng hộ, nó ủng hộ, nó tạo ra những cái lằn sóng coi như là dưa chuột dưa leo là số một là đấu tranh dân chủ thế này nọ vân vân vân, các bạn thấy. Cho nên những cái mà tôi đã xem cách nó nói chuyện và chia sẻ toàn là bị bợm không, chẳng có cái gì mà gọi là nó đúng từ những cái số liệu thống kê và những cái chuyện mà của nước Mỹ và Việt Nam vậy. Một cái nền kinh tế, vấn đề lạm phát hiện nay đó nó tùy thuộc vào cái nền kinh tế toàn cầu, và cái người lãnh đạo nào của một cái quốc gia nào mà giỏi á thì họ mới kiềm chế được cái lạm phát đó, là họ giữ cho được cái đồng tiền quốc nội đó nó không có bị thao túng thì cái lạm phát nó sẽ kiềm chế được. Cho nên các bạn thấy đồng tiền của thằng Mỹ nó là đồng tiền dự trữ cả thế giới đang xài, cho nên khi thằng Mỹ nó lâm vào khó khăn thì nó sẽ thao túng và nó sẽ làm cả thế giới gặp khó khăn về thị trường kinh tế, ngay cả chính trị nữa. Thằng Mỹ nó quỷ quyệt chỗ đó, nó bởi vì ngay cả các bạn thấy thằng Nga Xô, thằng Trung Quốc nó tìm cách để đặng nó tách rời cái đồng tiền của nó ra khỏi cái không, để không bị lệ thuộc vào thằng Mỹ quá nhiều. Khi lệ thuộc vào Mỹ quá nhiều, nó chơi cái cách là gì, hở ra nó cấm vận, nó chơi cái nó dùng cái sự điệu giả của nó, ví dụ như cái gì đúng cái gì sai thì cứ chơi, không đúng không sai thì cần phải cạnh tranh với nhau để đặng mà sửa đổi, đem ra xử cho nó tốt hơn. Đằng này nó chơi, nó dùng sức mạnh đồng tiền của nó, các bạn thấy nó cấm vận, nó chơi như vậy đó. Khi mình lệ thuộc nó rồi nó cấm vận, nó xoay, nó quay đầu như con dế. Cho nên những cái quốc gia mà người ta lớn, những quốc gia lớn như cỡ như Nga thì họ có cái nhìn xa hơn, họ không muốn để Trung Quốc nó thao túng như vậy. Thì những cái thành phần chống cộng, những thành phần bất mãn chế độ, khi nó cuồng Mỹ thì nó quay qua nó chửi Mỹ, nó chửi Nga. Tôi vào trong cái diễn đàn của tụi nó quay qua nó chửi Nga, nó cho rằng Nga ngạo mạn. Tại vì một cái quốc gia mà người ta càng có sự phát triển mạnh, người ta cần phải độc lập. Các bạn thấy như Nga bây giờ mà càng mạnh lên thì thằng Mỹ nó cũng rung đùi. Nga mà mạnh quá thằng Mỹ nó sợ mất đi quyền lợi của nó. Khi mất đi quyền lợi của nó thì nó không thu về lợi nhuận. Anh chị các bạn thấy đó. Cũng chính vì lẽ đó mà các bạn thấy tập đoàn ở bên châu Âu, cái người châu Âu hồi xưa nó đâu có tiền từ tiền châu Âu đâu. Sau này nó thấy cái đồng tiền của thằng Mỹ quá mạnh đi, nó thao túng cả cái khối châu Âu. Thằng châu Âu nó lo sợ, cho nên nó lập lên cái khối liên minh châu Âu và nó lập ra cái đồng tiền của nó để lại nó chống lại cái đồng đô la của thằng Mỹ. Cho đến hôm nay vẫn còn tồn tại. Cái đó là chuyện bình thường trong vấn đề thương trường của một những cái quốc gia, khi mà họ nhìn thấy được những cái tầm vĩ mô, họ bảo vệ những cái quyền lợi của họ. Chứ không phải giống như cái kiểu thằng vô chuột vô leo nó lên nó nói giống như là phán giống như là đúng rồi. Một người thì đi làm hề, đi diễn hề mà lên mạng đưa ra những cái bình luận về kinh tế thì các bạn thấy nó vớ vẩn. Nói về vấn đề kinh tế cũng chẳng biết nói đâu cho nó đúng cả. Dựa trên những cái kiến thức của cái thằng mà vừa chuột vừa leo đó, tôi thấy đúng là một cái thằng hề. Bản chất của một thằng hề thì cứ để nó diễn. Mình ngồi đó nhiều khi mình nghe rồi mình phê bình những cái diễn hài của nó để cho người ta thấy được cái điểm sai của nó mà những người khác họ đang u mê. Nhưng mà đối với những thành phần chống cộng nha các bạn, những cái thằng dưa chuột dưa leo này là một cái miếng mồi ngon của tụi nó, cho nên tụi nó sẽ dùng cái thằng này để đặng mà xuyên tạc chống phá. Cho nên mục đích anh em chúng ta lên mạng là làm gì, mình đưa ra những cái dữ liệu thật
mình đưa ra những cái bằng chứng thật để phản biện lại những cái thành phần như cái dưa chuột và mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại, để mà chẳng để mọi người hiểu rõ được bản chất của cái đám xuyên tạc chống phá đất nước ở Mỹ. Tụi nó lưu manh lắm anh chị các bạn ơi. Bởi tôi nói chị các bạn, ở trên mạng này mấy thành phần mà chống phá đất nước nó lên mạng nó làm nhiều cái trò nhiều cái trò nó buồn cười lắm, nó ấu chỉ mà nó tụi nó bị gì á, nó mát mát khùng điên cũng đúng. Trong mấy cái diễn đàn mà tụi chống cộng tôi vào đó, tôi xem nó ngồi đó nó hét, nó ra, nó rầm nó rú rồi nó làm giống như là giống như là cái đất nước Việt Nam sắp sửa đi vào khủng bố. Bạn thấy, cho nên cái vấn đề mà chính trị hiện nay nó rất là hỗn độn ở trên cái không gian mạng Facebook, cực kỳ hỗn độn, nhất là những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, giống như cái thằng dưa chuột. tôi gọi cái thằng đó là dưa chuột, chứ nó mà dưa leo gì, nhìn cái mặt nó thì tôi thấy mắc cười rồi, giống y như hề. Nó biểu diễn thì tôi thấy hai tay nó múa. Giống như mấy thằng hề mà trong những mấy cái đoàn xiếc rồi đưa mấy thằng hề vô làm cho nó vui lên. Các bạn coi nhạc tụi cũng vậy, các bạn mà đi coi nhạc vậy lúc nào người ta cũng có một cái diễn hề, diễn hài để cho nó vui. Thì cái thằng dưa chuột này nó không ngoại lệ chứ các bạn ơi. Nghe nó nói về những đề mô hình xã hội chẳng biết con mẹ gì hết, toàn là lú lẫn ở trên mạng xã hội này. Bởi vậy nhiều khi mình vào rồi mình mới thấy được sự phức tạp của nó, nhất là hiện nay cái vấn đề mà kênh đó anh chị các bạn. Chính vì cái kênh mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó sống nó bám vào được những cái kênh, cho nên nó phải cố đấm ăn xôi. Dù nó biết nó nói sai chăng nữa, nhưng mà cái số đông của tụi nó đó, nó bưng bít với nhau và nó ngồi đó nó hô hào với nhau. Nó làm mình nhìn thấy con người của mấy thằng này, tụi này nó rất là thấp kém. Cho nên mình cứ thư giãn thôi. Mình lên mạng thì mình tham gia, mình chia sẻ những cái gì đúng cái gì sai. Còn ở ngoài đời thì mình cứ ra để mình chơi với cá. Mình cứ chơi với cá hả? Có bằng chắc gì? Chơi với cá. Mình chơi với cá. Mình chơi với cá. Chứ chưa mấy cái đám chống cộng, mấy cái đám mà xuyên tạc phá hoại đất nước ở trên mạng nó mất dạy lắm, nó ô hợp. Bởi vì tôi dùng những cái từ ngữ rất là nặng đối với tụi nó, là tôi phang tới bến luôn. Cái lũ ô hợp, cái lũ dòi bọ, tôi gọi là cái lũ khố gách áo ôm, khô nhà dạy chợ. Các bạn thấy con cá mà nó còn biết người, nó còn biết chủ nó. Còn mấy cái đám mà như thằng dưa chuột đó thì trời ơi, tôi nói anh chị các bạn, ở trên mạng thì thấy là người ta ủng hộ theo dõi nó thì đông, còn ở ngoài đời thật ấy, nó đi ra ngoài đường dân thôi, tôi nói về dân thôi, ông nhà nước khỏi cần phải đụng gì tới nó, mất công nó lên nó la làng nó khóc dân thôi, ta đập thằng đó không còn cái răng ăn chảo, tôi bảo đảm. Bởi vì ở ngoài đời thật, tôi về Việt Nam tôi sống tôi biết những người dân Việt Nam bây giờ dân trí người ta rất là cao, ra ngoài đường mà nói tầm bậy tầm bạ, mà bây giờ chỗ trà mà ghế nó phan nó phan không bể đầu mà đổ máu nó thôi đó, dân nó tức. Tại vì dân trí người ta cao, các bạn thấy như thằng Lân Thắng không, nó lên cũng bà, đi theo cái tụi chống cộng rồi bóp méo rồi méo mó rồi đi ra ngoài đường, đi đến đâu là trốn thấy mẹ. Mấy cái đứa mà dân chú cụ trong nước đó, đi đến đâu là trốn thấy mẹ luôn. Tụi đi ra bịt mặt, bịt ấy đi ra, bây giờ tụi nó dám đi ra, đừng có bịt mặt. Mà tao là Lân Thắng, tao đứng ngoài đường, tao làm này coi. Giống như cái thằng gì Dũng xe ôm gì đó. Tôi coi trên mạng, tụi đây quýnh thằng nhỏ, ôm đầu máu, vô bệnh viện. Dân nó ghét á, tôi nói chị các bạn, dân á. Chứ đừng có nói chính quyền, nhiều khi chính quyền phải đứng ra bảo vệ tụi nó.
Tại vì chính quyền không can thiệp, dân nó quấn chết. Chàng ơi, các bạn biết, bởi vì mấy cái đám dân chủ cội, mấy cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, mình cứ để dân xử nó, còn chính quyền thì cứ bảo lấy luật pháp ra rồi hành xử cho nó ổn định trật tự thôi. Ở trên mạng này cứ để dân xử nó, và cứ làm sao mà mình lên mạng mình tuyên truyền những cái điều tốt, điều hay, những cái gì sự thật, để người dân họ không có bị mắc bẫy. Mấy cái đám như dưa chuột, dưa leo, rồi Lân Thắng, rồi các bạn thấy, rồi mấy cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước. Tôi đi đấu tranh cái con khỉ gì mà tôi nói các bạn, ra ngoài đường thì trốn chui trốn nhủi, dân nó đập đá lăn cù mèo. Như vậy thì nó đấu tranh cái gì? Còn ở trên mạng này tụi nó có kênh với nhau, còn không thì nó có những cái nhóm tổ chức chống phá xuyên tạc, nó nhận được tài chánh, nó nhận được cái tài chánh để đặng mà nó đi ra đó nó rêu rao thôi. Chứ nói về vấn đề mà một người mà trong cái đường hướng mà chính trị, nó phải có một cái kiến thức, một cái trình độ hay là một cái chuyên môn nghề nghiệp nào đó. Chứ không phải cái thứ mà ăn mày đầu đường xó chợ, một cái thằng chạy xe đa ôm, mấy thằng đi lụm ve chai bây giờ cũng lên mạng làm chính trị được. Rất là thổ tả. Thôi thì mình like tới đây. Bụi quá chừng bụi luôn. Nè, con cá. Mình chơi với cá. Mình chơi với cá rồi cá. Nè, mình chơi với cá. Thấy thương ghê quá nè. Mình chơi với cá. Đó, vui không? Cuộc đời này thiếu gì cái thú vui. Để có mấy cái đám chống cộng xuyên tạc, mấy thành phần dân chủ cụi, như cái thằng mắc dịch như chuột đó, thuyền ơi, thấy ớn chị đậu. Mẹ thấy nó nói mà tôi đứng thiệt là chớ chiêu. Thôi thì mình tạm dừng lại đây nha anh chị các bạn. Cảm ơn một vài người ủng hộ, tại vì Facebook của mình nó bị hack hai cái luôn, thua. Mẹ mình tiếc một cái là Facebook của mình lập từ 2009, nhiều lần mình cũng bị, nhưng mà mấy lần trước mình lấy lại được. Lần này tìm đủ kết hết để coi, để vài tháng nữa coi nó có cho mình cái sự lựa chọn nào không. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.